Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not. Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề lớp học. Từ vựng theo chủ đề lớp học phần 1. Phần 1. Số 1 là lách lươn lớp học. Lách lươn là lớp học. Số 2 là blackboard là bảng đen. Blackboard là bảng đen. Số 3 là white board là bảng trắng. White board là bảng trắng. Số 4 là whiteboard packet là bút dùng để viết bảng trắng. Whiteboard packet whiteboard maker là bút dùng để viết bảng trắng. Số 5 là table là cái bàn. Table là cái bàn. Số 6 là desk là cái bàn. Bàn viết bàn học sinh. Đây là bàn học sinh. Số 7 là blackboard là nền bục bệ. Là cái nền bục blackboard. Phát lên là nền mục bệ. Số 8 là stud là ghế đẩu. Stud là ghế đẩu. Số 9 là bên. Bên là cái dài. Bên là cái ghế dài. Số 10 là chia là ghế dựa. Chia là ghế dựa.
chia ra ghế giữa. Chia lại cái giữa, lách lơm là lớp học, lách bò là bản đen, quay lách là bản trắng, quay bò mắc cơ là bút dùng để viết bản trắng, thấy bò là cái bàn, đét là bàn học sinh, lách lơm là cái nền bộ bệ, stone là cái đậu, bên là cái dài, xe là cái dựa, xe là cái dựa. Lật lên mọi lớp học, lật bò là cái bảng đen, quay bò là bảng trắng, quay bò marker là bút dùng để viết bảng trắng, thấy bò là cái bàn, đét là cái bàn sinh, lật lên là nền bục kệ, nền bục bệ. Stone là cái ghế đẩu, bên là ghế dài, chai là ghế dựa. Mình xin kết thúc từ vựng theo chủ đề lớp học phần 1 tới đây ạ.